Quý Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng xem một câu chuyện và cùng chia sẻ với hoàn cảnh đó. Người chơi ngày hôm nay đó chính là MC Quang Bảo. Rồi, chào em. Dạ, chào anh. Hôm nay em làm MC đi anh chơi cho. Vậy được không anh? Được, nhiều được khi anh đó. Chơi là nhiều tiền hơn em đó. Không có đâu, chưa chắc. Hên xui. Hôm nay thì Quang Bảo đến đây cùng với Quỳ Linh, chúng ta xem một câu chuyện. Câu chuyện thế nào để chúng ta biết đồng cảm và chúng ta sẽ cùng nỗ lực để tham gia chương trình. Dạ. Bây giờ thì mời Quang Bảo và quý vị chúng ta đến với câu chuyện ngày hôm nay. Dạ. Nói đến Nguyễn Ngọc Duy, nhiều người vẫn không khỏi thán phục về sự năng độ, nhiệt huyết, cống hiến hết mình trong lĩnh vực tâm lý. Có những lúc mà em nhìn thấy là anh rất yếu, nhưng mà vẫn đi xe máy, vẫn từ nhà chạy đi các tỉnh đi dạy, và không bao giờ trước giờ học mà chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình. Anh đã từng là giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học sư phạm, Đại học Văn Hiến, Đại học Văn Lang, Đại học Tôn Đức Thắng. Anh còn là một nhà tham vấn trị liệu tâm lý. Các cuốn sách anh đã từng viết về tâm lý như Thai Giáo, Yêu Thương Gia Đình, Kỹ Năng Sống Cho Tuổi Tiểu Học vẫn đang là những cuốn sách có ý nghĩa với nhiều người. Bạn ấy, thứ nhất là bạn ấy cho mình những cái gợi ý về những cái chủ đề về tâm lý, về giáo dục, về giới tính, về tất cả những cái vấn đề liên quan đến tâm lý, từ học sinh, từ những cấp bậc nhỏ đến những người lớn trưởng thành có gia đình. Thì bạn ấy cho mình những cái keyword, cho mình những cái ý tưởng để mình làm chương trình, và đồng thời bạn ấy là một chuyên gia tâm lý ngồi trên sân khấu để talk với MC. 2 năm trước, người ta thấy Duy khi thì xuất hiện trên truyền hình, khi thì trên các giảng đường đại học nói về các đề tài tâm lý, khi thì trong rừng sâu nói về các kỹ năng bảo vệ trẻ em bị lạm dụng tình dục. Các chuyến đi dạy miễn phí hay hoạt động thiện nguyện của Duy luôn không ngừng nghỉ. Dường như cả thanh xuân, cả tuổi trẻ của mình, Duy dùng để dâng hiến hết mình cho tham vấn tâm lý, giáo dục đào tạo và các công tác thiện nguyện. Bạn ấy có một cái, mình cảm nhận như là bạn Duy đã biết là bạn ấy có bị bệnh lâu rồi, sức khỏe của bạn ấy kém, nhưng mà bạn ấy có một thái độ sống rất là tích cực, nên từ cái thái độ sống của bạn ấy là làm cho bạn ấy vượt qua cái bệnh của bạn ấy một cách nhẹ nhàng hơn. Và cảm giác như là những người xung quanh của bạn ấy cũng bị được ảnh hưởng bởi cái nguồn năng lượng tích cực từ bạn Duy, nên là mình thấy là những người xung quanh của bạn Duy cũng rất là dễ thương, làm việc cũng rất là tốt. Mọi người làm việc với bạn Duy rất là thoải mái và rất là tích cực. Thế nhưng mấy ai biết rằng phía sau Duy là cả một nghị lực phi thường. Duy bị suy thận từ khi là sinh viên năm thứ 3, năm 2011. Nó mới suy thận xuống, nó nhiều bệnh lắm. Bị tim, rồi gan, rồi phổi, đôi chứ cũng bị hết. Rồi chữa thời gian, rồi em bị mù mắt, cũng thuộc nhiều quá. Rồi sẽ bị rồi mù mắt, rồi sống một thời gian rồi cũng đỡ. Rồi do nó đi làm nhiều quá nên chứ cách đây một năm là nó bị tai biến. Vô bệnh viện là bác sĩ phải đem về đấy. Thì là bác sĩ bỏ tai cũng chữa được. Tại vì nó là bị suy thận, bác sĩ không can thiệp được. Sau một tuần là qua khỏi là bác sĩ họ cho về. Là bác sĩ nói mà hẳn Duy mà hồi phục là phải một năm sau. Nhưng em mới được 2 tháng là bắt đầu em từ vận động cố gắng để mà tập luyện, bởi cô phải đem đi chấm cứu. Bởi đó nó sau 2 tháng, qua tháng thứ 3 là bắt đầu là em tự vì đứng dậy, tự vì xe lăn đứng dậy. Em hiện nay là em đi lui đi tới, đi khắp kha kiểu một nửa thôi, còn một nửa bên phải là em chưa làm chứ được. Thì nói là cả mô thần là tỷ tứ, nhưng mà không có thần là 700-800 chứ đó. Và khao khát lớn nhất của Duy là có sức khỏe lại để tiếp tục thực hiện những ước mơ còn dang dở, tiếp tục hành trình cháy hết mình vì cộng đồng và các em nhỏ thân yêu. Hãy dám nghĩ, dám làm và dám bước đi thì các bạn sẽ thành công. Chúng ta vừa đến với một hoàn cảnh mà nó cũng rất là xót xa. Đó là một nhà chuyên gia tâm lý mà cũng khá nổi tiếng. Chắc có lẽ là em cũng làm việc chung với Duy rồi. Dạ.
Cũng thú thật với anh Quyền Linh cũng như tất cả quý vị khán giả là Bảo rất là may mắn khi được là một người bạn của anh Duy trong một cái chương trình là ngày đó là Chuyện Đêm Muộn, thì anh Duy là khách mời của Bảo. Và cái lần đầu tiên mà Bảo gặp anh Duy á, cái cảm giác mà anh Duy cho Bảo, ảnh là cái người mà tích cực nhất và không bao giờ bỏ cuộc, ảnh luôn luôn rất là kiên cường trong tất cả những điều mà ảnh làm. Và cái lần đó khi mà Bảo gặp ảnh á, thì biết là ảnh là bị suy thận, và cũng biết là ảnh có rất là nhiều những cái bệnh kèm theo nữa, và nó cũng tác động rất là nhiều đến sức khỏe của anh. Nhưng mà lúc đó thì anh vẫn còn, theo như Bảo nhớ là còn đâu đó khoảng được tầm 1m6. Nhưng mà rồi sau đó là từ những cái căn bệnh nó biến chứng đi, và thậm chí là bây giờ là canxi nó không có còn, anh cơ thể anh không còn tiếp nhận canxi vào trong cơ thể được nữa, cho nên là càng ngày cái xương sống của anh nó càng xẹp xuống. Và đó chính là do vì sao mà chiều cao của anh càng ngày càng thấp dần đi. Và như mọi người thấy ở đây là cái hình ảnh của anh Duy vào thời điểm hiện tại. Thì thật sự là Bảo rất là may mắn ngày hôm nay khi mà nhận được cuộc gọi của chương trình Vì Bạn Xứng Đáng để mà được tham gia. Và cái điều may mắn hơn là được giúp cho một trong những cái người mà Bảo tin rằng là nếu như anh ấy khỏe, anh ấy sẽ giúp được cho rất rất là nhiều những cái bạn trẻ, để giúp cho họ có được một cuộc sống tích cực hơn. Cho nên là rất rất là hy vọng là sẽ được sự ủng hộ của tất cả mọi người để có thể giúp cho anh Duy có thể khỏe trở lại. Dạ. Cảm ơn Bảo đã chia sẻ vấn đề đó. Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay có khán giả ủng hộ. Dạ. Và tôi tin rằng với cái niềm tin của Bảo thì chúng ta sẽ trả lời được nhiều câu hỏi ha. Dạ. Mang giá trị giải thưởng thật cao luôn. Dạ. Bảo sẵn sàng. Dạ, sẵn sàng. Chúng ta cùng chia sẻ với Ngọc Duy thưa các bạn. Vì Bạn Xứng Đáng bắt đầu. Người dẫn chương trình Quang Bảo phải trải qua 5 vòng chơi khác nhau với các mệnh giá khác nhau. Vòng 1 là 10 triệu, vòng 2 15 triệu, vòng 3 là 20 triệu, vòng 4 là 25 và vòng 5 là 30 triệu. Chúng ta đi từng thời điểm, từng câu hỏi, và nếu như trả lời đúng mà chốt đúng ta sẽ có số tiền rất cao. Còn nếu như mình tìm gợi ý mà không được, mình phải mua, mà mua xui, không may mắn thì mình mất rất là nhiều tiền. Hy vọng hôm nay mình may mắn nha. Em cũng hy vọng vậy. Chúng ta sẽ đến với vòng 1 Vì Bạn Xứng Đáng mệnh giá 10 triệu đồng. Câu hỏi như sau. Hỏi rất nhiều vấn đề. Yeah. Gợi ý nghệ thuật. Chúng ta còn 9 ý còn lại, mình phải mua thì mới tìm ra đáp án được. Những gợi ý này tùy thuộc vào mệnh giá, thấp nhất là 50.000, cao nhất là 3 triệu. Yeah. Các mệnh giá này tương ứng với con số từ 1 đến 9. Yeah. Bảo chọn đi bất kỳ số nào. Dạ, yeah, em nghệ thuật nó rất là rộng, mà em nghĩ rằng là chắc chắn là phải, em sợ là phải mua nhiều đó. Đúng rồi. Nhưng mà hy vọng rằng là nó sẽ chỉ là những cái mệnh giá rất là thấp thôi. Thôi thì em chọn đầu tiên là số 4 đi. Số 4 là tháng sinh của em. Hy vọng mà tháng sinh của em đem lại may mắn cho em. Mệnh giá số 4 là, bởi vì những gợi ý nó là đa số là chung chung. Dạ. Yeah. Mệnh giá số 4 là, wow, mới vô mà 1.750.000 đồng rồi. Mua được gì? Âm nhạc. Đó, nó gọn lại rồi đó. Âm nhạc, em hy vọng rằng nó sẽ là một cái gợi ý tiếp theo, sẽ là nằm trong cái điều mà em biết. Tại vì âm nhạc thì âm nhạc Việt Nam, âm nhạc quốc tế, tùy thời điểm, tùy thời đại, tùy dòng nhạc khác nhau nữa. Mua tiếp thôi đi. Em chọn số 9 đi. Mở số 9. Dạ. Âm nhạc gì nữa đây? Mệnh giá số 9 là 200.000 đồng. Yeah. Mua gợi ý gì? Dân gian, âm nhạc dân gian. Bây giờ là thể loại nhạc. Đúng rồi. Hay là không, ca sĩ đây? Ra rồi đó, dân gian rồi đó. À, bây giờ là ca sĩ. Đúng rồi, ca sĩ hay là bài hát, hay là nhóm nhạc, hay là dân gian phía Bắc, phía Nam, phía Trung, vân vân, nhiều lắm. Dạ. Yeah. Mua tiếp đi. Thôi phải mua tiếp thôi. Em mua số 1. Mở số 1. Mệnh giá số 1 là 100.000 đồng. Cũng tốt. Gợi ý: ngôn ngữ hình thể. Dân gian mà ngôn ngữ hình thể. Ngôn ngữ hình thể thì không thể là múa rối nước được rồi. Là múa con người múa thôi. Dạ. Yeah. Nhưng mà múa gì mới được chứ? Múa thì nó bao gồm dân gian, nhạc. Đây là một loại hình nghệ thuật đúng không? Câu hỏi là đây là một loại hình nghệ thuật. Có thể là một con người nghệ sĩ nào đó, có thể là một diễn viên múa nào đó. Mua đi em. Mua nha. Ừ, chưa mua nữa đó. Thôi phải mua thôi. Năm hả? Số 5 là 50 đúng không? Ok, số 5. Mở. Câu này rộng quá ha. Rộng lắm. Câu này rộng. Chưa có gì đâu. Mệnh giá số 5 là
400.000 đồng. Mở gửi Vũ Công. Vậy là múa rồi. Có thể là một người nào đó. Có thể là đây là múa. Bộ môn nghệ thuật múa. Em cũng nghĩ đó là múa. Nhưng mà em chỉ sợ là ba dấu hỏi đó anh. Ba dấu hỏi liệu rằng nó là cái gì. Đúng rồi, cái gì. Phải chi là ở đâu, ai hay như thế nào đó. Đúng rồi. Nhưng đó là Vũ Công thì chắc múa rồi. Thì em nghĩ là múa. Đó. Thôi bây giờ mình đánh liều đi. Liều, chơi đi. Liều không ạ? À? Liều ăn nhiều. Múa. Liều không? Múa cho đi. Thôi bây giờ em nghĩ chắc là loại hình nghệ thuật nó sẽ là múa. Loại hình múa thì nó có âm nhạc, có dân, ngôn ngữ, hình thể, vũ công, múa đều. Nó có đầy đủ với tất cả những điều này. Dạ. Nó tóm lại là múa cũng được. Dạ. Thôi chốt đi ha. Đáp án là gì? Đáp án là múa. 3, 2, 1 chốt. Hy vọng múa. Chứ là xem đáp án. Đáp án là múa. Yeah. Múa một đáp án chính xác. Chúng ta xem như gợi ý còn lại. Ba Lê, Linh Nga, Hồ Thiên Nga, động tác, biên đạo. Những cái này từ thì này, rõ ràng hơn. Đúng rồi, rõ ràng hơn. Sau. Nhưng chữ vũ công thì nó khó gắn với chữ múa được lắm. Yeah. Chúng ta tổng kết số tiền. Khi đến đây thì trong tài khoản Quang Bảo của chương trình có 0 đồng. Và kết thúc vòng 1, Quang Bảo có số tiền là 7.550.000 đồng. Cho Quyền Linh kết nối với hiện trường. Kim Thảo xin chào anh Quyền Linh, xin chào đồng nghiệp Quang Bảo và quý vị khán giả tại phim trường Vì Bạn Xứng Đáng. Ngày hôm nay thì Kim Thảo cảm thấy mình rất là may mắn khi mà đứng trước một nhà nhân vật là anh Nguyễn Ngọc Duy, là thầy giáo dạy môn tâm lý học. Trước đây thì Kim Thảo cảm thấy là anh là một người thầy rất là chăm chỉ, đam mê và nhiệt huyết. Không những như vậy thì anh lúc nào cũng mang đến những cái bài giảng nhân văn dành cho học sinh, sinh viên của mình. Và bây giờ thì Kim Thảo cũng biết được là với vòng 1 thì anh Quang Bảo đã giành được chiến thắng với số tiền cũng khá là cao. Đó chính là 7.550.000 đồng. Và Kim Thảo nghĩ rằng là với số tiền này thì anh vững tin cho những vòng sau kế tiếp nha. Và anh Quyền Linh ơi, lúc nào cũng phải hỗ trợ cho anh Quang Bảo giúp em nha. Còn bây giờ thì anh Quang Bảo ơi, cố gắng lên nào. Rồi, cảm ơn. Chúng ta sẽ tiếp tục vòng 2 Vì Bạn Xứng Đáng. Mệnh giá là 15 triệu đồng. Vòng 1 khá đơn giản, vòng 2 hơi phức tạp hơn đấy. Dạ, càng ngày càng khó lên. Khó lên đấy. Cho chúng tôi câu hỏi. Đó, đó nó nữa. Cái đó nó rộng lắm. Gợi ý. Lại là chấm hỏi, chấm hỏi và chấm hỏi. Nhiều vấn đề. Hơi quen thuộc. Có 9 gợi ý còn lại. 50 ngàn là thấp nhất, 4 triệu rưỡi là cao nhất. Chọn đi Bảo. 2 hay 1? Thôi số 1 đi, số 1 trước đi. Số 1 trước đi. Mở số 1. Mệnh giá số 1 là 2.650.000 đồng. Mở gợi ý. Ẩm thực. Gọn lại rồi. Tiếp tục thôi. Số 2 đi. Số 2. Mình thử mình đi từ dưới lên trên coi như thế nào. Mở số 2. Mệnh giá số 2 là 600.000 đồng. Mở gợi ý. Gia vị. Rồi gia vị. Gia vị thì cũng nhiều lắm thôi. Gia vị thì muôn màng luôn. Rồi em mời tiếp đi ạ. Số 3 đi. Mình đi từ dưới lên 3. Đi 3 đi. Mở số 3. Tỏi, hành, ớt, tiêu, bột ngọt. Nhiều lắm. Bột nêm. Nêm luôn. Nước mắm đây nè. Mệnh giá số 3 là bao nhiêu? Dạ 150.000 đồng. Tốt rồi. Bây giờ là lỏng hay là khô nè? Mọi người giờ ra Lý Sơn hay Phú Quốc kia đi. Tỏi hả? Ướp chượp. Cái nào cũng ướp được hết trơn á anh Linh. Đúng rồi. Thôi mua đi. Mày hay gài lắm. Mua tiếp đi. Mua tiếp nha. 4 đi. Đang đà từ dưới đi lên. 4 đi. Mệnh giá số 4 là 3 triệu đồng. Gợi ý. Nước mắm. Vùng duyên hải là nước mắm.
nước mắm. Lý Sơn có gần biển không anh? Lý Sơn cũng biển. Ừ. Lý Sơn có tỏi, Lý Sơn cũng biển nữa. Có muối và nước mắm. Ừ. Nhưng mà chỉ chợp này nè, anh nghĩ nó lại liên quan tới muối. Muối liên quan tới chợp hay liên quan tới mắm đây? Anh thôi vô chắc ăn đi. Bây giờ là 50-50 rồi đó. Nhưng mà phải chắc ăn mới được. Đúng rồi. Không thể nào mất trắng được. Số 9 đi. Mở số 9. Mình đi hết nửa đầu, mình đi nửa cuối. Ở đâu có biển là có cá có nước mắm. Dạ. Có biển là có muối. Mệnh giá số 9 là 300 ngàn đồng. Được rồi. Xem nghỉ. Cá cơm, rồi. Cái này chốt được. Chốt gì? Em ghi là nước mắm. Nước mắm mà. Em hãy tin vào cái giác quan, cái ly điểm xuất hiện đầu đúng tiên rồi, trong đầu em. Đúng rồi, quyết định của em mà. Xuất hiện đầu tiên. Rồi, bây giờ em quyết định gì? Em quyết định là nước mắm. Nước mắm đúng không? Dạ. Có thay đổi không? Dạ, không. Không, chắc chắn chưa? Chắc chắn. 3, 2. Có suy nghĩ không? Dạ không. Thôi nó nhẹ vậy. 3, 2. 1. Chốt. Con Bảo đã chốt nước mắm. Nhưng tôi còn nghĩ là muối đó. Đúng hay sai? Mời quý vị nghỉ giải lao vài phút, Quyền Linh sẽ quay trở lại. Chào đón quý vị quay trở lại với vòng 2 vị bạn xứng đáng. Quang Bảo đã chốt nước mắm. Chúng ta xem đáp án. Cá cơm và nước mắm ha. Nước mắm mà làm cá cơm rất là ngon. Đặc biệt là vùng Phú Quốc á. Phú Quốc hay là Phan Thiết. Thì ta dùng cá cơm làm nước mắm truyền thống. Còn bây giờ nước chấm là làm ít cá. Ta pha bớt rồi. Ta pha bớt đi. Nước mắm một đáp án chính xác. Chúng ta xem như gợi ý còn lại. Đồ đạm, nước chấm, nước chấm Phan Thiết, muối ăn. Thấy không? Có muối thấy chưa? Rồi, chúng ta xem tổng số tiền. Dạ. 7.550.000 đồng là kết quả vòng chơi thứ nhất. Vòng chơi thứ hai, Quang Bảo có số tiền là 15.850.000 đồng. Chúng ta sẽ tiếp tục luôn. Vòng 3, vì bạn xứng đáng. Vòng 3 mệnh giá là 20 triệu. Đó, số tiền càng thăng lên ha. 20 triệu, câu hỏi bắt đầu. Hy vọng là nó cụ thể hơn ngay từ đầu. Đừng có dấu hỏi nữa. Ở đâu? Được. Gửi. Trời ơi, dãy Trường Sơn luôn đó. Chúng ta có 9 gợi ý còn lại, mình phải mua. Thấp nhất là 100 ngàn đồng, cao nhất là 6 triệu. 6 đi, số 6 đi. Hy mở vọng số này. 6. Mệnh giá là bao nhiêu? 800 ngàn đồng. Chúng ta xem gợi ý. Tây Nguyên. Dãy Trường Sơn mà khu vực Tây Nguyên. Thật ra là nếu mà nói về cụ thể dãy Trường Sơn ở đi qua bao nhiêu tỉnh á, em cũng không nhớ chính xác được. Mà bây giờ Tây Nguyên thì sẽ có tỉnh nào để mà có thể giáp với lại dãy Trường Sơn được. Thôi mua thêm đi anh, cho chắc mua thêm đi. 6 rồi 8 đi, mình đi Lộc Phát. Số 8. Mệnh giá số 8 là 3.500.000 đồng. Mua được gì? Mở. Làng hồ. Làng hồ có nghĩa là có thể là một cái làng người đồng bào. Làng người đồng bào em đã từng nghe rồi. Không, cái làng này là theo như em có đọc, mà nếu như em nhớ không lầm là làng này đặt theo họ của Hồ Chủ tịch. Đúng rồi, là ai cũng họ Hồ hết. Cái ý này thì không quá khó, nhưng mà bây giờ em không nhớ được. Em không nhớ ra được. Mua đi em, một số mua tiếp một cái đi. Mua tiếp một cái đi. 9 đi, 9 đi. Mở số 9. Không có nhớ ra. Mệnh giá số 9 là trời ơi 6 triệu đồng. 6 triệu mua được gì? Ở Ba Đông Dương. Chắc chắn là làng Vân Kiều. Bởi vì nếu làng hồ mà cái hồ bình thường á thì họ sẽ không viết hoa mà
nó sẽ giáp với lại mà đây làng Hồ mà viết hoa chữ Hồ tức là đồng bào Vân Kiều, ngã ba Đông Dương ở Tây Nguyên. Dễ quá mà sao em lại không nhớ ra, trời ơi. Ngã ba Đông Dương quen thuộc lắm nè. Mua một số nữa. Vậy đã mất cái số lớn nhất rồi. Còn rất nhiều, ba số nhỏ. Mình còn ba số nhỏ, 100 ngàn, 200 ngàn, 400 ngàn nữa. Xác suất rất là cao. Số 1 đi. Bỏ số 1. Bỏ đánh giá số 1 là 7 thấy chưa? Vẫn còn xác suất 200 ngàn đồng. Mở gợi ý. Em lại chưa bao giờ lên được đấy. Cái gọi lá này gần như hôm trước anh có coi một chương trình truyền hình nào có gọi lá này hình như là buôn mê. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Gia Lai. Gia Lai thì không phải nổi tiếng vì gọi lá. Mua số nữa, mua đêm. Chưa trả lời được đó. Số nữa đi. Số mấy? Số 4 đi. Mở số 4. Buôn mê. Mệnh giá số 4 là 100 ngàn. Hay quá. Đây nè, ra nè nha. Mở gỉ. Măng đen. Công tâm. Em chưa có lên đến khu Tây Nguyên nè. Bây giờ là mình có công tâm nè, Pleiku nè, Đắk Lắk nè. Anh nghĩ là công tâm. Cái măng đen này rất là quen thuộc luôn. Một cái từ quen thuộc lắm luôn á. Cái hôm mà anh đi công tâm á, công tâm mình phải bay lên đó đó. Thì gần như có xe nó đậu ngay chỗ măng đen. Mà lúc đó anh ngủ anh nghe măng đen không biết tới đâu. Thì anh thức dậy anh thấy tới cái tâm gọi là công tâm. Thôi em nghĩ là có mấy cái sự gọi là sự giúp đỡ của anh Linh. Chốt đi. Chốt đi. Chốt đi. Chốt đi. Quyền của đền thuộc em nha. Chốt. Công tâm. Công tâm. Dạ. Tự tin chưa? Dạ rồi. 3 2 1. Chốt. Hồi hộp căng thẳng chờ đợi. Chúng ta xem đáp án. Trời ơi, Gia Lai. Công tâm. Công tâm. Yeah. Cảm ơn anh Linh, cảm ơn anh Linh. Không, nói chứ măng đen là ra công tâm rồi. Ra măng đen ra công tâm rồi. Gọi lá vẫn còn hơi nhập nhằng. Đúng rồi. Gọi lá, gọi lá có nhiều xác. Nhiều nơi có. Công tâm một đáp án chính xác. Chúng ta xem những gợi ý còn lại. Núi Ngọc Linh. Đó. Ngọc Linh. Tới đây thì dễ rồi nè. Đúng rồi. Cửa khẩu Bờ Y là quá rõ rồi. Sông Con Pla. Mình xem làng Hồ đi. Làng Hồ đi. Mình nhớ lại chính xác. Tên gọi công tâm nghĩa là làng Hồ. Trời, trời ơi. Mình lại nhưng mà có một cái làng, có một cái làng để đúng đặt. Rồi ở Quảng Trị cũng có ở Lao Bảo đó có một cái làng Vân Kiều, tất cả những người dân đều được đặt tên Hồ hết. Hồ gì đó lấy từ Hồ Bắc Hồ. Thôi chúng ta tổng kết số tiền thôi. 15.850.000 đồng là kết quả của hai vòng trước, cộng với vòng 3 Quang Bảo có số tiền là 25.250.000 đồng. Nghe nhõm. Giờ mình có được 25 triệu, mình còn 2 vòng chơi nữa. Dạ. Bảo hiện nay thì đang làm chương trình gì? Dạ em đang dẫn Chuyện Đêm Muộn. Rồi bên cạnh đó là em dẫn rất nhiều cái event. Nhưng mà những dự định sắp tới thì Quang Bảo sẽ làm những dự án nào nữa? Dạ những sắp tới của em thì bên cạnh là hiện tại đang làm dẫn chương trình, thì em còn đang học để mà trở thành một người tham vấn. Gọi là coaching anh. Thì em sẽ training cho các bạn trẻ, các bạn từ đại học trở xuống, hoặc là các bạn mà vừa mới ra trường, để mà các bạn có định hướng được cái nghề nghiệp của các bạn một cách tốt hơn. Dạ, nó có những cái... Tức là training từ đại học trở xuống, hoặc là vừa mới ra trường. Nói chung là khoảng từ 25 độ xuống. Vậy training cho anh đi, anh ở dưới chỗ xuống á. Anh xuống không đâu? Phải đại học thì em training cái chỗ xuống á. Anh xuống, anh muốn xuống đâu nữa? Xuống đâu training cho anh thôi, xuống đâu. Không, thể thật ra là hiện giờ á, ở Việt Nam của chúng ta là các bạn trẻ, tuy là các bạn học đại học rất nhiều, nhưng mà gần như là có một số thống kê là 80% các bạn đi học nhưng mà sau khi ra trường các bạn làm không đúng nghề.
và có khoảng rất là nhiều tỷ lệ phần trăm rất cao là 2 năm sau khi ra trường các bạn đang làm những công việc mà các bạn không thực sự yêu thích và không thực sự đúng với mong muốn của các bạn. Tham vấn cho các bạn đi đúng hướng đó đúng không? Dạ đúng rồi. Mình sẽ giúp cho các bạn trả lời những cái câu hỏi là thế mạnh của bạn là gì? Những điểm yếu của các bạn là ở đâu? Bạn cần tập trung vào những cái lĩnh vực nào thì nó sẽ giúp cho bạn phát triển cái điều đó tốt. Bữa nào tham vấn anh con đi đường nào đúng không? Dạ rồi, nếu như anh muốn. Đi lang thang quá hoài mà chẳng nhớ con đường nào hết trơn. Em cũng muốn lang thang giống anh lắm anh Linh. Chúng ta sẽ tiếp tục vòng 4 người bạn xứng đáng. Dạ. Vòng 4 mệnh giá là 25 triệu đồng. Câu hỏi như sau. Nữa. Mấy dấu hỏi là mệt lắm. Gợi ý. Vận tải liên quan tới xe cộ ha. Dòng là xe cộ. Tàu bè nữa. Dạ. Chính gợi ý còn lại phải mua. Dạ rồi. Thấp nhất là 100 ngàn, cao nhất là 7,5 triệu. Ừ. Mở thôi, chúng ta chọn liền. Số 3 đi. Mở số 3. Dạ. Mệnh giá số 3 là 7 giờ nó cứ đi từ dưới đi lên mà cao thứ 3 trên xuống. Vô sốc quá hả? 4 triệu 400 ngàn đồng. Mua được gì mở? Phổ biến. Thôi mệt quá mua đi Bảo ơi. Để về chống xe hơi. Mua đi. 7. Mở số 7. Vận tải phổ biến, xe nào chạy được, tàu nào cũng chạy được. Máy bay cũng phổ biến mà. Ừ. Nói chung là cái nào dùng phổ biến hết trơn á. Xe máy, xe hơi. Bớt, tùm lum hết á. Mệnh giá số 7 là trời ơi 5 triệu nữa rồi kìa. Đến rồi. Em nghĩ là hôm nay em bước chân lộn chân ra khỏi nhà rồi anh ơi. Wow. Đã câu hỏi khó mà còn số tiền cao nữa. 5 triệu mua được gì? Lịch trình cố định. Lịch trình cố định. Ok. Nó không phải xe hơi, nó không phải là xe máy. Nó sẽ là xe lửa, nó sẽ là máy bay, nó sẽ là tàu thủy. Xe bus. Xe buýt cũng là lịch trình cố định. Xe tăng. Hả? Hãy diễn tập, tính tập đúng không anh? Mua tiếp đi. Sao bây giờ lớn ra gần hết rồi em cũng không còn. Hy vọng mà đừng có 7,5 triệu, 3,5 triệu thôi, 3,7 triệu thôi. Hy vọng là đừng có số cao lắm thôi. Thôi bây giờ số chẵn đi, hai số lẻ có vẻ không may mắn lắm. Số mấy? Số 6 đi. Mở số 6. Mệnh giá số 6 là 2,5 triệu. Gợi ý. Ở nước Anh. Xe buýt. Xe buýt. Xe buýt 2 tầng rất là nổi tiếng ở nước Anh. Khi mà nhắc tới nước Anh mà nhắc tới một cái vận tải mà nổi tiếng mà phổ biến em nghĩ phải là xe buýt thôi. Chốt. Xe buýt màu đỏ 2 tầng. Đúng á, nếu mà phân tích tới đúng á. Bởi vì lịch trình cố định là cứ ngày nào cũng như thế. Từ ngày này ngày kia đúng giờ đó, đúng ngày đó. Xe tới đó, đậu ở đó, đậu ở đó. Đường nào có lộ trình hết. Nhưng mà em hỏi nhẹ cái nếu sai này được vô vòng 5 không anh? Thua này là mình mất 13 triệu 100 ngàn đồng và cũng không được tham gia vòng 5 luôn. Đấy. Liều mạng. Liều quá. Ok mua thêm. Số mấy? Số 5. Mở số 5. Còn giá số 5 là 2,5 triệu. Được rồi. Mở gửi 1863. Tôi còn lâu lắm rồi. Nếu như em nhớ không lầm thì nước Anh là đất nước đầu tiên mà xây dựng cái hệ thống điện ngầm. Tàu điện ngầm đầu tiên. Và sở hữu hệ thống này cũng rất là lớn. Tuy sau này nó Pháp nó mạnh hơn, nó chính xác hơn. Nhưng mà nước Anh là một trong những nước đầu tiên làm điều này. Nói chung mình là ai đây cũng đoán hết trơn á. Mình đoán hay mình gan thì mình chốt. Không gan thì mình mua thôi. Ở đây không ai dám cảo gan là nó đúng hết trơn á. Thật ra quyết định vẫn là cho em. Mua số nó đi. Mua số nữa cho chắc. Số mấy? Mua số đi. Số 1 đi. Mở số 1. Thường mình... là tới gần đúng đây rồi. Nó mới ra. Tới đây nó mới ra. Còn mình chính xác đôi khi rất lắc à. $3,750,000 mua được gì? Đó được đây. Anh nhớ cái vụ này nè. Mà trật luôn á. Bữa đó thua là muốn. Không, nhưng mà nước Anh nó vừa có hệ thống tàu điện ngầm, nó vừa có hệ thống chạy trên mặt đất nữa chứ. Thế là anh nói y chang như
hôm trước cũng là đường ray. Thôi bây giờ nói tàu lửa được không? Đó, đó, tàu lửa được đúng không? Thí dụ vậy đó, có thể là tàu lửa nữa. Thành ra là thua tao nó ức, mà anh còn tức mà. Thôi, không, nhưng mà là... em nghĩ là cái sự mà nổi tiếng của nước Anh mà có cái dữ liệu 1863 á, nó rất là đắt giá. Em nghĩ là... Nghĩ là gì? Em nghĩ là tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm, quyết định chưa? Tàu điện ngầm. Có thay đổi không? Nghĩ quyết định thì chốt. Chốt à? Chốt đi. Chốt tàu. Đi. 3, 2, 1, chốt. Đáp án. Tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm. Rồi hay quá. Lần trước nó ra là tàu hỏa, ý tàu hỏa, tàu yeah. điện, tàu điện, tàu điện chạy ở trên đó. Dạ. Yeah. Em hiểu không? Nó là tàu điện muốn... chạy ở trên đó. Đúng rồi, tại vì cái là hai tàu khác đúng nhau rồi, hoàn toàn. Khác nhau hoàn toàn luôn. Nhưng mà cái dữ kiện 1863 nếu như không lầm là nó rồi chính xác. Một đáp án chính xác. Chúng ta xem như gợi ý còn lại. Dưới lòng đất. Tới đó xong rồi. Từ Đồng Hóa, Metro, Thành phố Hồ Chí Minh, tức là đường tàu điện ngầm mình đang làm Metro. Dạ. Ở ngay chỗ đường Lê Lợi ha. Dạ. Nguyễn Huệ đó. 863 đi. Nước Anh là nước đầu tiên thế giới được khánh thành vào ngày 10 tháng 1 năm 1863 tại London. Được gọi là Metropolitan Railway. Dạ. Tổng kết số tiền 25.250.000 đồng là kết quả của 3 vòng chơi. Cộng với vòng 4, Quang Bảo có số tiền là 34.350.000 đồng. Cũng được rồi. Cho Quỳ Linh kết nối với hiện trường. Thực sự là không có uổng công bà con lối xóm đứng đây để cổ vũ cho anh Quang Bảo đúng không ạ? Và với những gợi ý là nước Anh, đường ray thì anh Quang Bảo đã mang một đáp án chính xác, đó chính là tàu điện ngầm, và với số tiền là 34.300.000 đồng. Còn bây giờ thì chỉ còn vòng cuối nữa thôi, thì mong anh Quang Bảo là hãy cố gắng lên để mang một cái số tiền cao hơn nữa nhé. Còn anh Quyền Linh ơi, lúc nào cũng phải cổ vũ cho anh Quang Bảo nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Một chút xíu nữa chúng ta sẽ gặp lại để xem kết quả như thế nào nha. Vòng cuối cùng mình giá là 30.000.000 đồng. Cuối cùng mình giá là 30.000.000 đồng. Câu hỏi như sau. Hai. Gợi ý. Châu Âu. Ở châu Âu rồi đó, thua rồi đó. Phải để coi làm lĩnh vực gì cái đã. Mệnh giá thấp nhất là 150.000 đồng, cao nhất là 9.000.000. Dạ. Bắt đầu chọn đi Bảo. Em chọn số 5 đi. Mở số 5. Mệnh giá số 5 là ai ở châu Âu? 300.000 đồng. Xem gợi ý. Hần đồng. Chưa biết lĩnh vực gì, khó đoán lắm. Đúng rồi. Chưa biết lĩnh vực gì, không đoán được. Xác. Số mấy? Mozart, Beethoven cũng là thần đồng, bóng đá cũng có thần đồng. Số mấy đây? Chọn đi. Số 6 đi. Mở số 6. Mệnh giá số 6 là trời ơi, 6.000.000. Thôi không sao, mới mất có một cái lớn thôi. Mới mất có một cái lớn. Hy vọng đây là cái gợi ý đáng giá. 6.000.000 mình mua được gì? Nhà soạn nhạc Beethoven Mozart. 4 tuổi. Mozart cũng rất nhỏ. Ai đây? Ai đây? Ai được gọi là thần đồng? Mai cũng được gọi là thần đồng hết. Tại vì châu Âu rộng lắm. Châu là mấy trăm nước rồi, thành ra là biệt là vào cái thời kỳ đó. Và hai nhà soạn nhạc nổi tiếng đó là Beethoven và Mozart. Dạ, yeah. Một người Áo. Số nãy qua số 6, lớn qua số 4, trả lại bên trái, bên trái nó hơi nó quẹo phải. Số 4 đi à. Mở số 4. Trả lại nhẹ cái hả? Mình quẹo phải, mình thấy nó hơi sai sai cái mình trả lại bên trái lại. Mình giá số 4 là 3.000.000 đồng. 3.000.000 thì nó vẫn là một con số hợp lý cho vòng cuối cùng này. Xem gợi ý. Nhạc cổ điển. Cả hai ông, cả hai người đều nhạc cổ điển hết. Cả hai ông đều cổ điển hết. Mua thêm số nữa đi em. Phải mua thêm, phải mua thêm, phải mua đúng thêm, rồi. Phải mua thêm. Số 3 đi. Mở số 3.
Mệnh giá số 3 là 4.500.000 đồng. Xem gửi. Chơi nhiều nhạc cụ. Chơi nhiều nhạc cụ hả? Tất cả các nhà soạn nhạc đều chơi được. Không. Nhưng thiết... mà thần đồng nha, riêng thần đồng thì chỉ có Beethoven hoặc Mozart thôi. Bây giờ mua thì chỉ hy vọng mà đừng có rơi vào con số lớn thôi. Chúng ta còn 3 cửa nhỏ đấy. Tức là 150, 600 và 1.2 triệu. 3 cửa nhỏ, 2 cửa lớn. Không lẽ mình xui tới mức mình không lọt vô 3 con số đó. Tỷ lệ nhỏ vẫn cao hơn. Mất 1.2 triệu còn 15 triệu. Mua cái nữa đi. Mua cái nữa. Số mấy? Số 8 đi. Số 8 mở. Không lẽ 3 số nhỏ kia nó không vô. Mệnh giá số 8 là 哦。Hay quá. Hy vọng nào. Gợi ý. Thuần khiết và đẹp. Thuần khiết và đẹp. Thuần khiết và đẹp hả? Khó gì trời, sao tự nhiên kỹ càng như sao càng khó gì? Anh không hiểu thuần khiết và đẹp thế nào. Mua nữa rồi. Mua thêm một cái đi. Số mấy? Thêm một cái cho chắc. Số mấy? Em thích số 9 lắm á, nhưng mà nếu mà số 9 lần này mà không đem lại cho em niềm vui như lần trước là em thương đau, em sẽ thù số 9 luôn. Ừ. Số 9. Số 9 mở. Bây giờ là giây phút hồi hộp nhất. Để xem 600 hay là 5.2 triệu. 1.2 triệu là 9 triệu. Căng thẳng hồi hộp giây phút cuối cùng. Số 9 mệnh giá là bao nhiêu? 3 2 1 mở. Ôi, trời ơi. Vẫn còn may mắn. Được. Rồi, nào. Em chơi cái này em đau tim quá. Beethoven. Áo. Mozart. Áo là Mozart rồi. Chốt đi, còn Mozart, gì nữa. Mozart. Áo thì Mozart thôi. Ừ, chốt. Ok. Rồi, chuẩn bị 3, 2, 1, chốt. Chúng ta xem đáp án. Nhiều cái gợi ý nó lừa mình đó. Nó lừa dễ bị hoài à. Thiệt chứ. Ừ. Ôi da. Chúc mừng. Yeah. Như vậy là ta có đáp án chính xác sau một hồi rất là căng thẳng. Tay áo rồi là gần lắm rồi. Tay áo là lộ rõ. Tay áo là lộ rõ rồi. Những gợi ý còn lại. Cha là cái này dễ nè. Vỡ cây sáu thần này rõ rồi. 1756, 1791 nhưng mà thuần khiết và đẹp. Và đẹp em đây. Thắc mắc thuần khiết và đẹp. Trái ngược với âm nhạc của Beethoven nhiều suy tư đấu tranh thì âm nhạc của Mozart được Albert Einstein. Einstein được đánh giá thuần khiết và đẹp, trẻ trung tươi mát. Thì nếu như so sánh với Beethoven thì đúng, tại vì Beethoven là người ta nói là Beethoven là bị điếc một bên. Cho nên là những cái âm nhạc của ông nó cái tần số rất là lớn. Thì Mozart so với Beethoven thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Rồi. Coi như là chúng ta trải qua một thời gian cũng khá căng thẳng. Dạ. Và tổng số tiền mình có đến bây giờ là bao nhiêu đây? 34.350.000 đồng. Kết quả 4 vòng chơi cộng với vòng 5, Quang Bảo có số tiền là 49.800.000 đồng. Hay cũng gần đạt được số 50 rồi. Yeah. Ngay bây giờ thì người dẫn chương trình hãy thông báo cho gia đình của Duy được biết. Vậy là đã kết thúc 5 vòng. Thật sự thì Kim Thảo cũng rất là dở về âm nhạc, cho nên là cái đáp án mà đã đưa ra là Beethoven hay là Mozart thì thật sự là rất là hoang mang. Chắc là tại phim trường thì anh Quang Bảo cũng như là anh Quyền Linh cũng rất là mất thời gian để suy luận và đưa ra đáp án chính xác. Nhưng mà không có gì để làm khó anh Quang Bảo cả, và đáp án chính xác đó chính là nhạc sĩ Mozart. Một lần nữa thì Kim Thảo cũng giống như là cô chú đang có mặt tại đây cảm ơn anh Quyền Linh, cảm ơn anh Quang Bảo đã mang đến số tiền là 49.800.000 đồng cho anh Nguyễn Ngọc Duy. Còn bây giờ thì Kim Thảo xin được phép là vào bên trong nhà để chúng ta cùng gặp gỡ anh Duy nhé. Chào Duy, mong rằng mọi điều tốt lành sẽ đến với Duy nha. Hôm nay là một ngày cũng rất là đáng nhớ và cũng rất là vui, bởi vì Quyền Linh đã đồng hành với Quang Bảo đã tham gia 5 vòng chơi. Bây giờ thì Quang Bảo sẽ chia sẻ những cái cảm xúc của mình cũng như là món quà dành cho Duy. Yeah. Chào anh Duy. Em hy vọng là lúc này đây là anh đang có đầy đủ sức khỏe, không có bị mệt.
Tại vì em biết là căn bệnh này thì nhiều khi nó đang làm cho anh cảm thấy rất là khó chịu. Thực sự ngày hôm nay em rất là tiếc là bởi vì em đã không có thể nào mà kiếm được nhiều tiền hơn cho anh. Có những câu hỏi tự nhiên rất là dễ, nhưng mà tự nhiên có vẻ như là lâu nay là em bị căng thẳng quá, cho nên là em không có trả lời đúng được một cách sớm hơn để mà có thể đem được số tiền nhiều hơn cho anh. Thôi thì em chỉ có 49.800.000 đồng đến từ chương trình thôi, và cá nhân em sẽ làm cho nó tròn thành 60 triệu, được không ạ? Quá đẹp. Coi như là đó là gì có thể em làm đi giúp cho anh Duy. Dạ. Rồi, cảm ơn Quang Bảo rất là nhiều. Dạ. Hy vọng rằng với món quà đó thì sẽ giúp Duy có thêm nghị lực, có thêm một cái phần nào đó chúng ta có thể điều trị với căn bệnh của Duy. Dạ. Một lần nữa thì chúc Duy và gia đình thật nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ, đó là những lời nhắn nhủ của anh Quang Bảo dành cho anh. Nhưng mà kèm theo đó là có một cái món quà đặc biệt. Và ngày hôm nay thì em cũng xin đại diện chương trình cũng như là anh Quang Bảo dành tặng cho anh. Đó chính là anh Quang Bảo đã tham gia 5 vòng. Và 5 vòng đó rất là khó khăn cho anh Quang Bảo, nhưng mà đã mang về một số tiền rất là lớn. Đó chính là 49.800.000 đồng ạ. Thì thật sự giờ bây giờ thì không biết là cảm xúc anh Duy như thế nào ạ? Thật sự thì 49 triệu 800 này thì là một món tiền lớn á. Tại vì hồi trước á thì không cần lớn là gì. Vì hồi trước anh lại làm chả cần tiền. Ai nghe cái chữ hết. Nhưng mà bây giờ thì để số tiền để dồn lại mua thận rồi... chi phí các thần cũng rất là tốn. Yeah. Vậy thì anh sẽ đưa cái này vào cái quỹ của anh, và anh sẽ cố gắng rất nhiều để cho nó đầy đủ hoàn thành. Vậy thôi. Cảm ơn Quang Bảo nhiều nha. Dạ thưa anh, thì thật sự cái câu nói của anh là anh trước đây làm thì chẳng cần tiền đâu. Em hiểu cái câu đó là gì? Là tức nghĩa là anh làm bằng tất cả cái đam mê của mình, bằng tất cả cái nhiệt huyết của mình, đúng không ạ? Nhưng mà đây là con số gọi là 49 triệu 800 ngàn đồng thì Kim Thảo thấy là một con số cũng khá là lớn. Nhưng mà rất vui là anh Quang Bảo đã tiếp thêm cái động lực tinh thần cho anh. Đó là bằng cách là anh Quang Bảo nói là thôi anh làm tròn số luôn, đó chính là 60 triệu đồng ạ. Và em xin được gửi thêm cái số tiền của anh Bảo dành tặng cho anh nè. Cảm ơn Bảo. Dạ. Cảm ơn Bảo rất là nhiều nha. Dạ thưa anh, thì em biết anh là một người rất là đam mê công việc và nhiệt huyết trong những cái dự định ước mơ của mình. Thì sau khi nếu như mà mình chữa bệnh xong và quay trở lại công việc sớm thì những dự định của anh là gì ạ? Những dự định của anh á, đơn giản thôi. Đó là cái thứ nhất là mở lại cái công ty, nó nghỉ lâu quá rồi. Hai là hoàn thành những cái án, cái giáo án, hay là những cái cuốn sách đó mà anh đang viết dở. Ba là mở một cái trên này, đưa về Buôn Ma Thuột này một cái mô hình mới, rồi đưa một vài đứa em vào đó làm cho vui. Bốn là những chuyến công tác từ thiện của anh là được tiếp tục. Và năm là cái này chắc là mẹ anh nhắc là trước đây là bán sức quá, bây giờ là dù sao để dành thời gian để nghỉ ngơi hơn và có một thời gian ở bên gia đình nhiều hơn. Dạ, thì em cũng mong anh là nhiều sức khỏe. Trước hết là sau khi mà chúng ta mà chữa xong bệnh thì em cũng mong anh là như mẹ vậy đó. Nghỉ ngơi cái đã rồi mình có sức mình làm nhiều dự định hơn cho những cái dự án cộng đồng, cũng giống như là những cái bài vở mà hướng đến cho các bạn học sinh, sinh viên. Dạ. Dạ. Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì Kim Thảo xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào Chủ nhật tuần sau. Rồi, một lần nữa thì thay mặt chương trình, Quỳnh Linh cảm ơn Quang Bảo rất là nhiều đã đem đến món quà đặc biệt cho Duy ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người cũng sẽ đồng cảm với Duy và sẽ có sự hỗ trợ thêm cho Duy. Cảm ơn Quang Bảo, chúc cho Quang Bảo thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ thì chương trình Vì Bạn Xứng Đáng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau. Xin chào quý vị. Vậy tại sao tình yêu mà em đã trao
cùng nữa rồi đi lấy lại trao ai chẳng an phần ở lại. Âm tính. Rồi hai em chốt luôn. Bộ phim của đạo diễn Phương Điền. Dạ. Âm tính. Cô ấy vào vai người nghiện đúng không? Dạ. Nào chốt thôi. 3, 2, 1, chốt.